Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Đang có cô về viếng mộ ha. Con chào cô. Biết cô là ai mà chào? Con biết là cô qua Đà Lạt. Dạ, cô qua Đà Lạt. Cô qua Đà Lạt. Cô qua Đà Lạt hay cúng cho chú đó. À. Vậy là mấy hôm nay anh Minh cúng mà. Gửi thuốc đồ cúng cho chú dạ. Hàng ngày rồi đó. Tụi con nghe danh cô đã lâu bây giờ mới gặp cô. Trời. Anh thấy ghê vậy. Dạ tại vì có anh bên anh cũng ở bên này. Làm gì mà tới danh dữ vậy? Dạ. Con qua Đà Lạt. Thấy hai bàn nha con. Dạ. Dọn dạ. Hai bàn, một bàn mặn bàn chay. Dạ, bàn mặn bàn chay. Với lại một cái mâm để quần áo. Ủa, tao nhờ Minh đi mua rồi mà. Dạ, anh dạ. Đi mua rồi. Để con từ đó tụi con lấy một cái mâm nhỏ nữa ha. Cái mâm nhỏ để áo với tiền đồng bạc ra để dạ. Riêng chứ không có để chung trong cái bàn cúng. Thấy không? Dạ. Ừ. Vậy là cô vừa tới đây luôn. Mới xuống mà xuống máy bay rồi đi xuống đây. Dạ. À, bây giờ mình lấy hai bàn luôn anh Ngọc ơi. Bàn trai với bàn mặn. Một bàn trai một bàn mặn. Anh Ngọc chở anh Minh đi mua đồ rồi. Đưa đây anh. Đưa. Chỉnh lại cái này cái. Dạ bớt. Lô. Bây giờ trong đây là có một. Cô qua lên nè, nhanh nhanh này chắc nặng quá ha. Một bàn với một bàn. Rồi để em chắc lên đây. Quay tay đầu quay. Ừ. Lấy chảy ra luôn nè. Đó mấy anh chị là đang chuẩn bị đồ cúng ha. Cái này là cô qua lên. Dạ, cơm chay là 4 giờ giao tới liền cô. Dạ, sớm ảnh đặt rồi. Tú rồi vô chụp hình nha mẹ. Bữa nay là cô con cô với thằng cháu. Dạ. Yeah. Con với cháu cô. Bên này nó cuốn nè. Nếu mẹ muốn chụp nào. Trước, chụp trước trước đã. Dạ, bữa nay mẹ lắp chào bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải về lắp chiều nay à. Dạ em chào anh, dạ con chào cô. À. Chào con. Dạ. Đó, cô Hoa Đà Lạt. Cô Hoa Đà Lạt đúng không cô? Cô chú anh chị. Đấy giờ con nghe anh Minh nói. Ừ. Cô hay cúng cơm cho chú Vũ Linh rồi rồi tặng hoa tặng lì xì rồi với anh em. Lộc cô chú anh chị. Chị lấy cái kéo chị, cái kéo không chị? Wow. Lấy cái da. Ừ. Không cái này để về mấy cái cho con mang về. Thịt quay, bánh mì. Ổ được rồi, một cái ma ba ổ được. Bánh mì to ơi là to luôn. Có màu sắc. Ai mình để hết lên đi bà. Bắt hết mình để hết lên. Mình có cái chén mà tao nhiều quá, không có cắt hết. Mà mình thổi cắt đi nó, mình thổi cắt đi chị. Mà mình sẽ xé chân bài lên. Mà mình có đũa để cho chú dùng luôn nha. Có luôn kìa. Để chị lấy. Mình có đũa. Kéo không đi, kéo. Ờ, chắc phải kiếm cái chén nhỏ quá thưa. Chén nhỏ có luôn. Cái này cái ly này thì khỏi, cái này cái ly này mình xé ra rồi. Tính cái dao cái cắt cho cái này được. Tính cái dao thì tính nhá. Tính nhá 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 là để dính á, chứ không có. Còn cái mâm đâu. Bánh mì mình đem bỏ vô bịch bớt đi. Trong cúng cho nó dung lên luôn đi. Thôi để cho nó hoành tráng rồi. Cho hoành tráng đi. Để hoành tráng luôn đi. Ừ, để hoành tráng nguyên ổ luôn đi. Hoành tráng là một hai ổ thôi. Đó. Đây đây đi. Qua đem thịt quay, heo quay, bánh mì. Hoành tráng nha. Cắt này là đổ vô. Nhang bự nè. Cái kéo thuốc 3 số 5. Cô qua lên đi xuống cô chú anh chị. Cái này lát nữa mồi ba điếu rồi, ba điếu. Mồi xong mà bỏ cốp xe với Minh rồi xong rồi cắt đi rồi mỗi ngày á. Dạ. Mồi cho chú hai điếu ba điếu gì cũng được nha. Đừng có tiết kiệm đem đây anh, đem đây cho em. Cô sợ để trong đây quá à cô ơi, để trong đây mấy cây mất hết mấy cây. Thôi cái kéo. Tụi con kéo này mình nói không có nên đâu con. Không có hả anh?
này buổi chiều cô cúng hoành tráng cho cậu luôn à. Cúng bánh mì heo quay, vịt quay đầy đủ. Mình từ ở ngoài đó vô tới trong đây bao nhiêu tiếng cô? Từ Đà Lạt xuống Tân Sơn Nhất là 45 phút. Dạ. Xong chờ nó đưa có cầu thang vô rồi mới ra. Dạ. Đi máy bay. Đi máy bay. Đi máy bay từ Đà Lạt. Dạ, chạy về là cô đi máy bay tự quẩy vô đây. Phải rồi. Cho hiềm trên nó chống. Con vẫn đâu cô đi xe này. Con sao tới. Xe này là thằng cháu ở Sài Gòn. Dạ. Rồi thằng con thì vẫn nói là mẹ sắp xuống. Ủa đủ không cậu? Đủ. Dạ. Rồi chừng nào là cô về Đà Lạt lại cô? Chiều mai 5 giờ. Dạ. Nhiêu đủ không cậu? Dạ 5 giờ. Tại vì cô đâu rảnh đâu nhưng mà. Tại vì cô đủ không? Hứa đó. Dạ. Hứa thì mình phải thực hiện. Ví dụ bây giờ cô với con nói với nhau không không là cái gì đâu, nhưng mà mình nói với người mình không thấy, tất nhiên mình phải thực hiện. Dạ. Dạ. Không phải nói xuống không sao, hứa người mất là phải làm cô. Cái đó gọi là tâm linh đó em. Dạ rồi. Nếu mà hứa người sống hứa bậy bạ là không nên đâu nha. Phải rồi, hứa tầm bậy bạ, nói tầm bậy bạ. Cái này chắc mình phải lấy im chén. Ờ, phải cũng như ví dụ giờ con với anh này nó chơi qua chơi lại không sao. Còn mà nói với mấy người khúc mặt là đừng có giỡn này nha. Thôi đồ ở đây nè, lấy là đủ. Giờ này cũng yên tĩnh, đỡ nắng đó. Dạ đúng rồi, giờ mát đó cô. Sớm hơn một tiếng đồng hồ thôi, nãy nắng. Rồi anh Minh về rồi cô. Tại vì ra rồi xe nó kẹt tùm lum hết, đâu có đi được đâu. Dạ cô lên giờ này là mát cô. Có chén, chén này nè. Kẹt á. Anh Minh về tới hả? Anh Minh nó chưa về đó. Dạ anh Minh về tới ngoài ngoài ngõ cô. Anh Ngọc chở anh Minh về tới. Bỏ bàn chai lên cái. Lấy lấy. Cô thấy tụi con về đồn cô. Hai bàn lên nha, dạ. Có cái bình bông nữa. Ủa, trên xe có bình bông mà sao không lấy vô? Bông của nó cô, không lấy cái bình rồi đó cô. Giờ còn bàn chai nữa. Qua ở Đà Lạt cũng hoành tráng của cô. Cái bàn này lên trước cô chỉ chỗ cho để nha. Đó, đi. Vậy ginh lên đi mình. Rồi bây giờ anh em ginh lên ha. Cô chỉ chỗ để. Còn chai có chưa anh Minh? Anh Minh ơi. Anh Minh, anh gọi đầu chai chưa? Đang chạy xe tới. Để chung cho cái này mình để đâu cô? Để đó. Rồi, bàn chay để bên này. Cái bông đời chị nè. Chín lên anh hết lên 15 hết. Chín lên em. Chín mạnh luôn, chín mạnh luôn. Chín lên em. Còn chút xíu còn mâm nữa đó em. Còn một mâm. Rồi để anh bên cho. Chị bông mình đâu? Đây đây. Còn có mua thêm đèn nhiều đèn. Đèn cũng hai cô chú anh chị ơi. Em nghĩ chắc hai cái mâm nhỏ mà hai mâm một lọt lưới hơn á. Mâm chai với mâm mặn. Chai với một mâm. Vợ mâm nó bông bên nữa. Ừ. Anh Minh với anh Ngọc là vừa đi mua đồ nghe rồi bị cô chú anh chạy đó quần áo rồi cho chú nữa tháo luôn không cô tháo là hết luôn vàng phương này kia mình có tháo không tháo chứ mình để xuống cát này mình tháo bỏ lên chú uống được đây này ở đây này cắt lên bàn hết luôn nón nón cho chú hả chú lên chú bình kia đi để bàn, bia luôn. Hoành tráng luôn, cũng hoành tráng luôn. Vậy là đây là cái hoành tráng nhất năm nay rồi. Còn năm mấy giờ? Bữa con còn chạy xe về nữa cô. Ở đâu rồi? Dạ nhà con ở kia. Giang nữa. Còn đây tới hai mấy giờ rồi. Nay hỏi nồng độ cồn nhiều lắm cô. Con uống không sợ mà tụi con sợ xỉn đó con. Mà sáng giờ quay còn mấy lon không được. Mà sáng giờ quay người được trăm mấy chứ bây giờ về khỏi mấy triệu bạc luôn. Bỏ xe luôn. Lên luôn. Mình đi vô to này lọc qua đi vô là người nhận. Gì đó là con biết rồi. Anh ghi đó lắp cái bánh trái rồi. Cái nào? Đèn cái nào cũng được. Đèn mỗi bên một cây. Đúng là mỗi bên đây. Ủa làm sao chưa đưa nè. Bây giờ phải để mình ship trọn này xong mình bọn kia rồi. Bạn kia chưa tới con. Lắp khuôn kia cái bỏ nhà đó nghe con. Lắp khuôn rồi. Bạn kia chị gái chị chạy đi sắp tới. Bấm như vậy cái hũ nhỏ đơn giản quá. Đơn giản mà quan trọng không còn tay. Đúng rồi. Của anh.
đầu trai tới chưa? Đang tới. Cái dây ở đây. Anh Minh để ra cái bàn đó chút cho anh để cái mâm chai vô được. Chút giờ á. Chút giờ. Bây giờ kéo. Giờ đi Ngọc, giờ luôn đi Ngọc. Tại vì cái này tháng 3. Cái đồ này mình mua. Đúng rồi, anh chơi lên trên mới được. Đúng rồi. Nói ra ngoài. Cô phải giữ đây, không đem đi cho. Cô là Kim Hoa. Người gọi Kim Hoa, dạ được rồi. Không dễ là khác vô đến, mình lấy rồi.